Xin kính chào quý vị và các bạn. Mùa đông năm nay, như quý vị và các bạn cũng biết, là một mùa đông giá lạnh kỷ lục. Với nhiệt độ ở Hà Nội nhiều lúc xuống đến 5 độ C, vì thế nhu cầu về các loại máy sưởi, đèn sưởi trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Và hôm nay, Panoka Việt Nam xin giới thiệu tới quý vị và các bạn một trong những sản phẩm máy sưởi đắt hàng nhất hiện nay, đó là sưởi phòng tắm ECT Ceramic Cory Home với mã sản phẩm là BHK101W. Bộ sản phẩm ở đây bao gồm một chiếc quạt sưởi, hai hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt và phiếu bảo hành. Như các bạn cũng có thể thấy, với thiết kế sang trọng, sử dụng công nghệ làm bóng ceramic, làm bóng cực nhanh và sản phẩm có tính năng chống bắn nước, chống thấm nước nên phù hợp để sử dụng trong phòng tắm. Các bạn có thể đặt nằm hoặc là treo lên như thế này ạ. Tuy nhiên, theo Panoka Việt Nam nhận định ở sản phẩm này thì các bạn thì sản phẩm tuy là được thiết kế cho phòng tắm nhưng với công suất lên tới 2000W thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng trong phòng khách hoặc phòng ngủ có diện tích lên tới 20m². Sau đây tôi sẽ cùng các bạn đi vào chi tiết của sản phẩm. Đây ạ. Đây là núm điều chỉnh nhiệt độ, mức chọn công suất và cửa thoát khí. Để rõ hơn về sản phẩm này thì sau đây tôi sẽ thử trực tiếp sản phẩm cho các bạn thấy ạ. Đầu tiên là các bạn đảm bảo tất cả các nút đều được đưa về mức tắt. Sau đó tôi cắm điện. Đây ạ. Đầu tiên là các bạn chọn mức công suất. Nếu như thời tiết quá lạnh, như vào những ngày rét kỷ lục vừa qua thì các bạn có thể chọn nước nóng. Còn đây là nút điều chỉnh nhiệt độ, từ thấp tới cao ạ. Các bạn có thể nghe thấy tiếng động cơ ạ. Sản phẩm với công nghệ làm nóng siêu nhanh nên gần như ngay lập tức căn phòng của bạn sẽ được ấm áp hơn. Sau một thời gian sử dụng, nếu như các bạn cảm thấy mức nhiệt quá nóng thì các bạn có thể điều chỉnh mức nhiệt độ xuống. Và để tiết kiệm điện năng thì các bạn có thể điều chỉnh cái mức công suất xuống còn ấm hoặc là vừa phải. Chúng tôi vừa giới thiệu cũng như hướng dẫn sử dụng xong cho các bạn về sản phẩm sưởi phòng tắm PCT Ceramic Cory Home mang nhãn hiệu BHK101W. Trong đợt giá rét kỷ lục vừa rồi thì chúng tôi đã bán ra trên thị trường hơn 2.000 sản phẩm. Có thông tin chi tiết vui lòng liên hệ với website www.vanoka.vn hoặc hotline 0989 891 118. Vanoka xin chân thành cảm ơn ạ.